Top 3 cách giúp cho đôi giày cầu lông của bạn luôn luôn mới. Đầu tiên chính là giặt giày. Anh em lông thủ cứ yên tâm, vệ sinh giày cầu lông mà chúng ta ném thẳng vào chậu nước, ngâm nước rồi chà sát kỳ cọ như vậy thì chỉ cần một thời gian ngắn thôi là chúng ta có thể mua được đôi giày mới rồi. Thứ hai chính là sử dụng để đi ngoài trời. Giày cầu lông được thiết kế để sử dụng trong nhà, bề mặt sàn gỗ hoặc là mặt sân thảm. Nếu mà anh em lông thủ cứ đi giày cầu lông của mình lên những địa hình không bằng phẳng, gồ ghề gạch đá thì mặt đế cao su sẽ nhanh bị xước, mài mòn, thậm chí là gây rách, vỡ đế. Đến lúc đấy thì chỉ cần mua một đôi giày khác giống hệt đôi giày cũ là xong. Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay. Cuối cùng là phơi giày cầu lông của mình trực tiếp dưới ánh nắng. Hành động này sẽ giúp đế giày cầu lông của anh em bị oxy hóa, làm cứng bề mặt và giảm khả năng hấp thụ sốc, mất đi tính đàn hồi của đôi giày. Chưa kể những phần khác cũng nhanh bong chóc và hỏng. Chê mọi người một chút thôi, nhưng đó là những tình trạng mà hầu hết chúng ta nếu mà không nghiên cứu thì sẽ dễ dàng mắc phải. Nên là muốn đôi giày cầu lông của mình không nhanh hỏng thì mọi người phải tránh làm những việc đó ra nhé. Đầu tư cho mình một đôi giày tốt, đi kèm với bảo quản và giữ gìn nó cũng phải tốt nha. See ya!